Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thay vì hô khẩu hiệu, giới lãnh đạo cần nhìn nhận thực tế để đất nước phát triển. Ngày 1 tháng 10, Facebooker Châu Đoàn, tức nhà báo Đoàn Bảo Châu, bình luận trên trang cá nhân của mình về điều cần có từ lãnh đạo của Việt Nam. Thời báo chấm đề trích lược bài viết này giới thiệu đến quý khán thính giả nội dung như sau. Các vị lãnh đạo ở Việt Nam thiếu nhiều phẩm chất cần có để đất nước này có được những thung lũng silicon. Các vị nên bớt chém gió, tỏ ra hiểu biết và hay hô hào khẩu hiệu và cần nói ra những điều có giá trị thật sự. Để làm được điều ấy, các vị thật sự phải biết nâng tâm, nâng tầm của mình lên bằng cách học hỏi không ngừng nghỉ. Đất nước này phát triển hay không chính là nhờ vào những bộ não và con tim của các vị. Và đây là hình giấy tật trên Facebook Châu Đoạn. Các vị hiểu thung lũng Silicon là những trung tâm về công nghiệp cấp cao, nhưng vấn đề làm thế nào để có được điều ấy mới là quan trọng chứ hô khẩu hiệu thì dễ quá. Thay vì nặng óc nghĩ ra những khẩu hiệu hoa mỹ, thì tại sao không dành năng lượng ấy để thực sự tìm hiểu mấu chốt của vấn đề là gì, đang vướng mắc thực sự ở đâu mà tìm cách khắc phục. Có nhiều lý do tại sao Việt Nam chưa thể phát triển những thung lũng silicon như ở Mỹ và các yếu tố này có thể chia thành một số nhóm chính. Việt Nam thiếu hạ tầng và công nghệ, điều đặc biệt thiếu là các trung tâm nghiên cứu và phát triển. Để có được những trung tâm này, Việt Nam thật sự phải biết săn nhân tài, trọng dụng, nâng niu và ưu đãi để họ tạo ra sản phẩm có giá trị chất xám cao. Việt Nam thiếu các nền tảng công nghệ cơ bản và tiên tiến như khả năng sản xuất chip bán dẫn, hệ thống sản xuất tự động hiện đại và các phòng thí nghiệm công nghệ lớn. Nhưng để có được những thứ ấy thì cần biết những khoản chi phí chưa cần thiết như tượng đài kém chất lượng. Và đây là hình báo chí chạy tích về thung lũng silicon ở Việt Nam. Silicon Valley ở Mỹ có lợi thế với lực lượng lao động chất lượng cao từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Trong khi đó, hệ thống giáo dục của Việt Nam còn hạn chế trong việc đào tạo chuyên sâu về các ngành công nghệ cao mà điều cơ bản là không rèn luyện tư duy sâu sắc, tư duy phản biện. Trong khi ấy, sinh viên học ở nước ngoài chỉ chăm chăm làm sao ở lại làm việc mà không muốn về nước. Đấy thật sự là một nỗi buồn rất lớn. Môi trường giáo dục của Việt Nam chưa thực sự khuyến khích tư duy sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Khả năng thu hút và giữ chân nhân tài cũng gặp khó khăn. Chính sách ở Việt Nam chưa đủ mạnh mẽ để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ toàn diện. Lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo đang nóng bỏng nhưng Việt Nam còn rất mờ nhạt. Trong khi ấy, ông bạn cùng lý tưởng lại ở vị thế nhất nhì về lĩnh vực này. Thủ tục hành chính và các rào cản pháp lý tại Việt Nam còn phức tạp gây khó khăn cho các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp. Chi phí vôi trơn ở Việt Nam lớn khiến doanh nghiệp bằng mình ra lo lót, sức đau để sáng tạo, quản lý, sản xuất hiệu quả. Và đây là hình người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay. Một trong những yếu tố làm nên thành công của Silicon Valley là sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Ở Việt Nam, hệ thống tài chính cho các dự án khởi nghiệp công nghệ còn chưa phát triển mạnh dẫn đến việc thiếu nguồn vốn để phát triển các công ty công nghệ. Mặc dù Việt Nam đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ, song vẫn còn nhiều thách thức về mặt pháp lý và hạ tầng để các nhà đầu tư lớn có thể yên tâm rót vốn. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp thường chọn mô hình kinh doanh an toàn hơn là những lĩnh vực công nghệ đầy rủi ro. Điều này làm hạn chế sự phát triển của các công ty công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các công trình nghiên cứu trong các trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam chưa có sự kết nối mạnh mẽ với thị trường. Điều này cản trở sự ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến công nghệ. Để Việt Nam có thể phát triển các thung lũng silicon, cần có sự cải thiện đồng bộ về hạ tầng, giáo dục, chính sách hỗ trợ, đầu tư tài chính và thay đổi trong tư duy kinh doanh. Tức là, đây là một việc rất phức tạp, nhiều khâu dài hơn, thực sự cần tư duy có hệ thống, tỉ mỉ và khoa học, thay vì hô khẩu hiệu âm ầm, vỗ tay rào rào, chụp ảnh lách tách, đèn flash nhấp nháy, nhưng đa phần chỉ là rỗng tết và vô nghĩa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thay vì hô khẩu hiệu, giới lãnh đạo cần nhìn nhận thực tế để đất nước phát triển. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quyết định kinh hoàng và vô lý của Tòa án Thái Lan khi cho phép dẫn độ ông Ewin Bidap về Việt Nam. Ngày 30 tháng 9, AFI Tiếng Việt loan tình, Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ ông Ewin Bidap về Việt Nam. Theo đó, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết vào thứ Hai ngày 30 tháng 9 rằng nhà hoạt động người thượng Ewin sẽ bị dẫn độ về Việt Nam, nơi ông đối mặt với bản án 10 năm tù với cáo buộc khủng bố phóng viên AFA tường thuật tại phiên tòa cho biết, thẩm phán tuyên bố rằng, tòa án thấy rằng việc dẫn độ ông Ewing có thể được thực hiện, không có lệnh cấm nào đó với việc này. Chính phủ có quyền thực hiện dẫn độ trong vòng 90 ngày, bất kể phán quyết của tòa án là gì. Tuy nhiên, tòa án cho biết thêm, ông Ewing có 30 ngày để kháng cáo bản án, nhưng nếu chính phủ Thái Lan không có động thái nào được thực hiện trong vòng 90 ngày, thì ông Ewing phải được trả tự do. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết nhà hoạt động người thượng mặc đồng phục tù màu nâu tỏ ra bình tĩnh và được chuyển đến trại tạm giam Bangkok. AFA dẫn lời luật sư Berman, người bào chữa cho ông Ewing, cho hay Ông đã thề sẽ chống án. Chúng tôi thất vọng với phán quyết. Chúng tôi đang làm việc để kháng cáo, bà luật sư nói. Bà khẳng định rằng việc dẫn độ phải được chính phủ chấp thuận khi tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết cuối cùng. Tôi hy vọng chính phủ, thủ tướng sẽ ban hành lệnh hành pháp không dẫn độ ông ấy. AFA cũng dẫn lời ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á nói rằng quyết định này của tòa án Thái Lan là kinh hoàng và vô lý và không hiểu rằng ông Ewin chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tra tấn nếu bị buộc phải trở về Việt Nam. Ông Robertson cho rằng tòa án ở Bangkok đã bỏ qua bản chất của phán quyết ban đầu của tòa án Việt Nam là giả mạo và gian lận ông khẳng định. Đây là một vụ án thử nghiệm cho lực chống tra tấn và cưỡng bức mất tích mới của Thái Lan và tòa án đã thất bại thảm hại trong cuộc thử nghiệm đó. Bây giờ chính phủ Thái Lan phải chống lại áp lực công khai của Bộ Công an Việt Nam nơi đã cử các quan chức đến tòa án để đe dọa những người tham gia vào quá trình tố tụng và thừa nhận rằng Thái Lan có nghĩa vụ thiên liêng là phải duy trì sự bảo vệ người tị nạn. Và đây là hình ông Ewin Bidap viên gia nhân quyền cho hay, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn nằm trong tay chính phủ Thái Lan và họ nên làm điều đúng đắn bằng cách để nhà hoạt động người thượng được tái định cư ở một quốc gia thứ ba, nơi ông có thể nhận được sự bảo vệ thật sự. Ông Robertson nói, danh tiếng của Thái Lan là một quốc gia có quan tâm đến nhân quyền hay không phụ thuộc vào quyết định đó. Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những lời lên án mạnh mẽ toàn diện về sự xuyên tạc công lý của tòa án Thái Lan và gây sức ép buộc Bangkok cho phép ông Ewin được tái định cư ở một quốc gia thứ ba. Trước đó, ngày 30 tháng 8, AFA cho hay ông Ewin khai trước tòa hình sự Thái Lan rằng ông không liên quan gì đến nhóm người thượng đã tấn công vào hai trụ sở ủy ban xã ở tỉnh Đắk Lắk vào năm ngoái. AFA dẫn lời ông nói, người thượng có nhiều nhóm nhỏ, nhóm của tôi không liên quan gì đến vụ việc nổ súng ở Đắk Lắk. Nhà tôi ở Đắk Lắk đã bị công an Việt Nam lục sót và tịch thu máy tính điện thoại di động và kinh thánh của tôi. Tôi không nộp đơn khiếu nại vì sợ cảnh sát sẽ trả thù. Tôi chắc chắn sẽ chết. Chính quyền Việt Nam sẽ hành hạ tôi đến chết nếu bị trục xuất về Việt Nam. Trước khi tuyên thệ vào ngày 30 tháng 8, ông Y Quynh trong trang phục nhà tù màu nâu cho biết ông từ chối yêu cầu dẫn độ. Ông nói đã bị chính quyền Việt Nam đe dọa chỉ vì thực hành tín ngưỡng tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quyết định kinh hoàng và vô lý của tòa án Thái Lan khi cho phép dẫn độ ông Ewin Bidap về Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.